cước vận tải biển tăng cao, thiếu hụt container xuất khẩu, hoạt động khai thác và vận tải qua cảng biển đình trệ vì dịch bệnh. Hàng loạt khó khăn khiến chuỗi cung ứng hàng hóa đối mặt với nguy cơ đứt gãy. Giải pháp nào gỡ khó cho vận tải biển và thúc đẩy xuất nhập khẩu? Thưa quý vị, dịch bệnh đã khiến cho ngành vận tải biển toàn cầu chứng kiến nhiều sóng gió trong hơn một năm trở lại đây. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để thấy rõ hơn những tác động và giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường biển, cùng đến với phần phân tích của phóng viên Đức Trung, người chuyên theo dõi mảng giao thông vận tải. Xin mời anh Đức Trung ạ. Cảm ơn chị Minh Hằng. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như nhìn vào con số xuất khẩu 8 tháng xuất khẩu qua bằng hàng container qua cảng biển của Việt Nam thì tăng trưởng ở mức gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái thì vẫn cho thấy là kết quả khá là tích cực. Tuy nhiên thì điều đáng nói là sản lượng của tháng 8 đã bắt đầu có xu hướng giảm so với tháng 7. Điều này được cho là bởi ảnh hưởng của dịch bệnh đang ngấm dần vào chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp, đặc biệt là khi các tỉnh phía Nam đang phải thực hiện giãn cách xã hội. Và trước thực tế này thì mới đây Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có cuộc đối thoại với đại diện các doanh nghiệp trong chuỗi logistics gồm chủ hàng, cảng biển và vận tải để ghi nhận những khó khăn vướng mắc và tìm những giải pháp tháo gỡ. Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng giá cước vận tải biển tăng cao trong thời gian qua đã mang lại lợi nhuận lớn cho các hãng tàu. Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn đủ bề thì rất cần có sự chia sẻ để giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Vừa khó khăn trong cái việc nhập khẩu nguyên vật liệu, vừa khó khăn trong cái quá trình sản xuất, mà trong khi đó thì cái cước vận chuyển này rồi là quá lớn và đội lên cái giá thành, trong khi đó là với Việt Nam chúng ta thì cái lượng hàng xuất khẩu hàng năm rất là lớn. Trong khi chờ đợi thị trường bình ổn thì Việt Nam đã triển khai một số giải pháp nhằm giảm các loại chi phí khác cho doanh nghiệp. Đối với Việt Nam chúng ta thì chúng ta đảm bảo rằng trong tình huống dịch bệnh Covid 2 năm nay chúng ta không tăng các cái phụ thu ở trong nước và áp dụng tất cả các giá sàn, thậm chí giảm giá để ưu đãi cho các doanh nghiệp. Trước tình trạng hàng hóa thông qua cảng biển đang chứng kiến sự sụt giảm từ tháng 8 vừa qua, nhiều doanh nghiệp cảng biển và logistics cho rằng cần đánh giá một cách toàn diện về nguy cơ sản lượng hàng có thể giảm từ cuối năm nay đến đầu năm sau khi chuỗi sản xuất tại khu vực phía Nam đang phải đối mặt với lo ngại gián đoạn cục bộ vì dịch bệnh. Chúng ta kiến nghị Thủ tướng Chính phủ là chỉ đạo các bộ ngành, trong đó có Bộ Giao thông, là chúng ta phải xem xét và khẩn trương có những cái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ngay. Chúng tôi cũng cam kết với các doanh nghiệp đó, là chúng tôi chỉ đạo kiểm tra hàng ngày toàn bộ hoạt động của các cảng mà có liên quan đến cái vướng mắc của doanh nghiệp thì chúng tôi là sẽ xử lý ngay. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng việc tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa cần có sự vào cuộc của nhiều bộ ngành địa phương, đặc biệt là các giải pháp linh hoạt trong công tác kiểm soát dịch bệnh để hỗ trợ khâu lưu thông. Trong nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng biển thì vấn đề được cho là nóng nhất, trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của các doanh nghiệp là giá cước vận tải biển tăng cao. Ghi nhận vào thời điểm cuối tháng 7 vừa qua thì một container 40 feet từ Việt Nam đi Mỹ đã phải chịu cước lên đến 15.000 đô la Mỹ, cao gấp 14 lần so với đầu năm 2020. Tuy nhiên thì mới đây thị trường xuất nhập khẩu đã đón nhận một tín hiệu tích cực khi mà hãng tàu lớn thứ ba thế giới là CMA CGM của Pháp đã cam kết không tăng giá cước từ nay cho đến đầu tháng 2 năm sau. Sau đó thì Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã làm việc với hãng tàu này và hãng tàu này cam kết không tăng giá đối với hàng hóa tại Việt Nam. Đây được cho là động lực để các cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với 10 hãng tàu lớn nước ngoài để bình ổn giá cước trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì Cục Hàng hải Việt Nam cũng đưa ra khuyến nghị rằng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam cần nhanh chóng nâng cao năng lực, tránh phụ thuộc quá nhiều vào các môi giới cũng như đại lý dẫn đến bị chính các đầu mối trung gian này làm giá. Để mà đảm bảo được cái sự minh bạch trong thị trường giá thì các cái chủ hàng cũng như các hiệp hội của người Việt Nam chúng ta, thứ nhất là cần phải nâng cao năng lực đàm phán với các hãng tàu. Cái thứ hai, về phía cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ tiếp tục cần phải thúc đẩy cái chuyển đổi số, đưa những cái sàn giao dịch số cũng như là đưa những cái công cụ ứng dụng công nghệ thông tin để đơn giản cái mối quan hệ giữa cái người xuất nhập khẩu với hãng tàu. Và tới đây thì chúng tôi sẽ cùng với các hãng tàu để tuyên truyền phổ biến những cái cách thức giao dịch này, làm sao mà các chủ hàng của chúng ta có thể cắt bớt được các khâu trung gian và các cái giá cả được minh bạch một cách tối đa.
Còn liên quan đến phản ánh về việc thiếu vỏ container đóng hàng xuất khẩu, thì lãnh đạo Cục Hàng hải cũng khẳng định là ở Việt Nam không thiếu vỏ công. Bởi theo thống kê 6 tháng đầu năm nay, thì hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc, tức là vỏ container vẫn được đảm bảo để chuỗi hàng hóa xuất khẩu. Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, thì hiện nay một số giải pháp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhằm khơi thông luồng hàng hóa tại các cảng biển trong bối cảnh dịch bệnh cũng đang được tích cực triển khai. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang, việc lên kế hoạch dự phòng công suất hoạt động của các cảng biển, sẵn sàng đối phó với nguy cơ ùn nứ ảnh hưởng đến lưu thông như đã từng xảy ra tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh gần đây cũng đã được triển khai. Với cái đặc thù là hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam có những giai đoạn, có những từng thời điểm ở trong năm là có cái sự tăng trưởng đột biến về sản lượng, như là vào dịp Tết chẳng hạn. Thì nếu trong nghiệp chúng ta có cái dự phòng về công suất của các bến, có cái sự điều hòa chung giữa các cái doanh nghiệp cảng trong một khu vực và điều hòa chung các doanh nghiệp cảng của khu vực này với các khu vực khác, thì chúng ta sẽ chủ động hơn. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thông tin, hiện các đơn vị chức năng cũng đang xây dựng các giải pháp vận tải hàng hóa phù hợp với các mức độ kiểm soát dịch bệnh của từng địa phương, đảm bảo chủ động điều phối lưu thông hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, cũng như đến các cảng biển để xuất nhập khẩu. Vâng, và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng đánh giá là tiến độ tiêm vaccine cho lực lượng lao động trong chuỗi logistics đường biển sẽ đóng vai trò quyết định cho việc phục hồi và duy trì hoạt động xuất nhập khẩu. Vì thế, Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương cần ưu tiên tiêm vaccine cho đội ngũ lao động tại cảng biển, thuyền viên và các đối tượng làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất nhằm duy trì chuỗi lưu thông hàng hóa, tạo đà cho phát triển kinh tế.